con này trước đi. Đó, hấp dẫn chưa? Đó, ăn nó một miếng nè. Rất là giòn, ngọt. Thịt ba khía không hề cứng nha. Mến chào mọi người quay lại với kênh Cha Làng Miền Tây. Đây các bạn trước có thấy trước mặt mình là cái gì đây không? À, đây là những con ba khía còn sống nha. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp làm món ba khía quay me. Và nguyên liệu chúng ta gồm không thể thiếu đó chính là ba khía này, ớt, me, một xíu hạt nêm, đường và một ít sả cùng với một chút nước mắm nha. Nhưng trước tiên, trước khi bắt tay vào nấu ăn thì mình muốn dẫn các bạn cùng với mình ra ngoài cái rừng ngập mặn để xem cách bắt ba khía như thế nào nha. Nào cùng đi thôi. Bây giờ nhóm của mình đang đi trên đường đi ra cái bờ mắm để mà bắt ba khía. Những cái găng tay nhựa này mình sẽ đeo nó để không có bị ba khía kẹp nha. Đồ thì những cái can nhựa này mình đựng đó. Đây là thầy Dũng, thầy dạy năm cấp 2 của mình. Bạn Hận, đội đầu tiên là bạn Tính. Đây, Tính đây. Này mình tự qua hả? Dạ. Bây giờ là tụi mình đã đi đến cái phà hôm trước mình đi bắt cá hồi lòi nè. Bây giờ mình đi lại con đường này. Cống này sắp làm xong rồi. Dạ, sắp làm xong rồi. Chắc khoảng hết năm nay, chắc qua năm sau là xong rồi. Đây kéo cái phà, bạn Tính đang kéo phà. Hôm nay mình sẽ ra cái chỗ này nè, mình gọi nè, để bắt ba khía. Dạ, hy vọng hôm nay ba khía sẽ có nhiều nha. Chỉ vừa mới ra đây thôi mà mình gặp một con này nha các bạn. Đó, thấy chưa? Đó, đây một con ba khía này. Đó, cái càng nó đỏ đỏ như thế này. Bây giờ mỗi buổi tối thì nó sẽ đi lên những cái chỗ cạn nó kiếm mồi ăn. Và mình sẽ nhân cơ hội đó mình bắt nó. Tính bắt Tính. Đây, bây giờ Tính sẽ chụp. Nhớ là có bao tay nha. Đó, chụp đó. Đó, đã chưa? Okay. Đó, bỏ đây. Được con rồi nè. Bây giờ hy vọng hôm nay mình sẽ được nhiều nha. Đi, có con. Bây giờ là tránh con ba khía nó chạy xuống hang thì bạn Tính lấy những cái cây sọt chặn cửa hang. Bây giờ nó bắt nó. Cho nó chạy ra nè. Nó rồi chạy. Dám nó vô cái hang kia là không phải hang của nó đâu, nó đâu biết đường. Cái hang của nó mới lẹ hả? Ừ đúng rồi đó. Bây giờ mình đi tới cái chỗ mé mắm này nha. Đây là hứa hẹn sẽ có nhiều ba khía. Cây mắm con kìa, cây mắm con kìa. Xa xa ngoài kia có những cái bóng đèn xanh xanh, đó là ngư dân đang câu mực nha mọi người. Câu mực thì sẽ dùng những cái bóng đèn công suất lớn như vậy để mà trông cho nó sáng nước, mực sẽ tập trung vào. Hôm nào mình sẽ thử đi câu mực nha. Lúc mình đi bắt ba khía này mình nhặt được có bóng đèn mà hồi nãy mình quay mấy cái ghe câu mực á, sử dụng bóng đèn lớn như thế này đây, công suất rất là lớn, tầm khoảng hơn 500W á. Cái bóng đèn này chắc màu khoảng màu xanh dương, thường là màu xanh lá cây, xanh dương nè. Bóng đèn câu mực đây, mưa rồi mình nó hỏng rồi. Giờ mình đang có bắt được mấy cái con ốc như thế này và Tính nó nói là ốc đắng ăn không được, thấy cũng ngon mà. Bây giờ mình sẽ tự tay thử bắt nó coi được không. Mẹ con gọi chạy vậy, trời ơi dở luôn rồi. Mình đang vừa bắt được con chuồn chuồn biển rất là bự nha. Ồ, nó bự hơn con chuồn chuồn trong đất liền nhiều lắm luôn á. Đây nè, chuồn chuồn chuối hả? Dạng chuồn chuồn gì em không biết nữa thầy, nó bự lắm. Chuồn chuồn chuối, nó màu xanh xanh nó. Đây rồi. Bây giờ quá lúng rồi, qua ngập đầu gối mình này. Trời ơi trời, ấy da. Kiếm cái giò, đi. Quá lúng rồi. Nói chung là bây giờ rất là mệt nha. Kia bà kia, họ đã chưa? Bự không? Ồ, bự. Ồ, con ba khía này bự nè, Ồ, đã chưa? Còn nó bự nha. Dạ bự. Nhỏ này mình ăn cặp quay rác. Có một con ở chỗ cái gốc mắm mình lấy thử coi không mình bắt ra được không. Nếu chảy vậy, trời ơi. Tính coi Tính. tính để chặn cái hang cái môi nó ra. Bây giờ là kết thúc buổi bắt ba khía của mình, được khoảng hơn 1 kg ba khía, và ngày mai chúng mình sẽ làm món ba khía quay me nha mọi người. Đây đây là những con người bắt ba khía xình bụng không à. Đó, đây là Tính nè, ông thầy, rồi Hận, đây con mình, cái anh mình mang vậy nhưng mà nó dơ hết trơn rồi. Bây giờ về nha mọi người, ngày mai mình sẽ làm món ba khía quay me nha. Tới rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu sơ chế những con ba khía này. Đó chính là mình sẽ ướp lạnh nó, rồi sau đó là lật cái yếm nó ra và bỏ cái phần ruột nha. Cần nhiều. Bây giờ mình đã ốp đá đó nha mọi người. Ốp đá như thế này đây khoảng 5 phút và mình bắt đầu bỏ cái nó bắt đầu xỉu rồi nè. Bắt đầu xỉu rồi nè. Mình lật cái yếm nó ra và mình bỏ phần ruột, bỏ phổi, chặt những cái chân nó chặt cho gọn lại và bắt đầu làm món ba khía quay me nha. Ông thầy bây giờ ông thầy đang khử cái gạch của cái con ba khía nha. Mình bỏ cái lõi trứng giữa, bỏ cái phần cái ruột nó, mình chỉ lấy 2 cái bên gạch thôi. Đó, cái gạch nó như thế này đây. Mình bỏ riêng một hồi, lúc cái xào cái nước sốt me thì mình sẽ bỏ vào nha mọi người. Lật con ba khía nè, đó, mình lật nó ra, mình đó. Lật ra xong rồi cái phần gạch đó, mọi người thấy cái phần gạch màu vàng chưa? Rất là ngon nha. Mấu chốt của cái món ba khía quay me này là nằm ở chỗ phần nước sốt nha mọi người. Nước sốt là mình có tỏi băm, sả băm và ớt băm, mình sẽ phi thơm lên. Sau đó là phần me này mình sẽ cho vào và thêm nước để làm nước cốt. Sau đó cô đặt lại, cho thêm đường, một xíu hạt nêm. Và sau khi xong mình sẽ cho một ít đậu phộng đâm nhuyễn lên nha. Sơ chế xong tỏi ba khía này nha. Mình đã làm sạch, rất là sạch rồi. Và bắt chảo dầu thật là nóng, mình sẽ chiên lên. Sau đó là cho vào sốt me nha mọi người. Trong thời gian chờ ba khía chín giòn thì mình sẽ bắt đầu pha cái nước cốt me nha mọi người. Mình lấy khoảng 50 g me với hơn 2 muỗng rưỡi đường, 1 muỗng hạt nêm và 1 tí nước mắm thôi. Mình sẽ bỏ vào cái nước chén nước ấm này mà mình khuấy đều, sau đó là mình sẽ đem nấu sôi ở trên bếp than nha. Bây giờ là trong khi chờ đợi cái món ba khía thì có 2 vận động viên vật tay, đó là Dũng Oanh bên tay phải và Tính Lùng bên tay trái tham gia giật tay ra mọi người. Rồi nhanh chín chiếc. Nhanh đi. Rồi sao rồi? 1 2 3 vô. Đó, cố lên. Rồi thấy tình hình Dũng Oanh chịu không nổi rồi mọi người ơi. Sao rồi sao? Dũng Oanh chịu không nổi rồi. Được rồi. Đỏ mặt hết rồi rồi. Làm sao hồi ăn ba khía không nổi luôn đi. Rồi không có thể hạ lên nữa. Không có thể hạ lên nữa. Rồi sao? Dũng ăn đó. Bây giờ có tạm nghỉ giữa hiệp không? Rồi Tính ăn thất thế là rồi. Thằng thắng. Đây là người chiến thắng của ngày hôm nay này. Có thế buồn luôn chứ làm gì giờ, kéo chạy luôn rồi còn gì nữa. Và đây là thất bại rồi. Thất bại rồi. Chín giòn nha mọi người, mình sẽ tiến hành gấp xuống cái đĩa như thế này và mình sẽ làm sốt me nha. Quá trời ngon rồi. Đó. đã chưa. Đó, chụp ở đây. Ô, cái này chảy nước miếng, chảy nước miếng. Bây giờ mình tận dụng cái chảo chiên ba khía nè, mình sẽ làm cái lấy chảo này mình làm cái sốt me luôn, bỏ một xíu dầu ăn vào, đợi cho nóng. Sau đó là mình sẽ phi thơm tỏi, sả và ớt, sả băm nè, tỏi băm và ớt băm cho phi thơm. Có thơm thơm liền. Vô hộp cái nha. Mình sẽ cho cái nước cốt me này vào khoảng 50g me mình khuấy với một chén nước ha. Sau đó mình cô đặt lại, cho thêm đường, nước mắm và hạt nêm nha. Đó, chờ cho nó sôi lên đi. Nước cốt me đã đặc nha mọi người. Mình sẽ cho cái ba khía vừa chiên hồi nãy vào. Đó. Sau đó trộn đều lên, chờ cho ba khía thấm. Bây giờ mình sẽ đảo đều nó để cho me thấm vào từng thớ thịt của ba khía nha. Mọi người lưu ý là cái này mình đảo với lửa nhỏ thôi cho nó thấm từ từ nha. Sau hơn 15 phút đảo đều thì bây giờ ba khía đã thấm me, vị me nha mọi người. Bây giờ rất là ngon rồi, mình sẽ tiến hành nè, đem nó xuống đĩa và thưởng thức nha. Bây giờ mình đã làm xong món ba khía quay me nha mọi người. Rất là hấp dẫn nha. Đó, những con ba khía rất ngon, tươi, ngọt. Đây là một trong những đặc sản ngon nhất của quê mình nha. Bây giờ mình sẽ thử cái con này trước đi. Đó. Hấp dẫn chưa? Đó, ăn nó một miếng nè. Rất là giòn, ngọt. Thịt ba khía không hề cứng nha, rất là mềm. Cái vị chua chua của me, cay cay của ớt, mặn ngọt chua cay hòa quyện rất là tuyệt vời nha. Mọi người ăn cùng mình nha. Đó, có thêm mùi vị bùi bùi của đậu phộng nữa, quá ngon. Bây giờ thầy sẽ thử một miếng nha mọi người. Đó, sao quá êm, chua chua ngọt ngọt, béo béo. Thịt không nè, ba khía thịt không. Sao tính bữa nay món ăn sao tính, quá ngon bạn ơi. Thử một miếng này. Mọi người về miền Tây ăn ba khía với mình nha. Rất là càng. Quá ngon. Nếu thấy hay mọi người hãy cho mình xin một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ và một lượt like để cho mình có thêm động lực để làm các clip tiếp theo về những đặc sản của quê miền Tây nha mọi người. Chúc sức khỏe mọi người, tạm biệt mọi người.